Do nước đổ về từ thượng nguồn lớn kết hợp với lũ từ hệ thống khe suối ở nội địa tăng đột biến, nên lũ trên sông Hồng, đoạn trải qua thành phố Lào Cai đang lên cao. Đêm qua và sáng sớm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 70 mm, có nơi từ 100 đến 150 mm. Cá biệt tại xã Bản Qua, huyện Ba Sát lên tới gần 259 mm, khiến mực nước sông Hồng dâng cao. Nước lũ dâng cao, nguy cơ ngập nhiều diện tích rau màu của người dân thành phố Lào Cai gieo trồng ven hai bờ sông. Để đảm bảo an toàn, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, không chèo thuyền đánh bắt cá, vớt củi và các vật trôi nổi trên sông. Bà con tuyệt đối không ngủ nghỉ qua đêm ở những lán trại, khu vực thiếu an toàn, không lội qua sông suối khi trời mưa to, đề phòng tránh những tai nạn đáng tiếc. Dự báo đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 6, các địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa mưa to và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn tập trung tại các huyện Bát Sát, Mường Khương, Simacai, thị xã Sapa, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bắc Hà và Văn Bản.